Cuộc đời và sự nghiệp của nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan. Một phong cách ca diễn riêng. Nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan là một trong những cô đào thương khá là đặc biệt. Từ con đường vào nghề cho đến khi thành danh và tham gia nhiều công tác từ thiện xã hội. Từ lúc thiếu thời, Phượng Loan đã sớm bộc lộ tài năng ca hát. Ngay từ khi còn học tiểu học, dường như là Phượng Loan mê văn nghệ hơn là mê học. Và đặc biệt, khi làm quen với cải lương thì nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan chuyên hát giả kép và rất là thành công với nhiều vai kép võ. Nhiều vai diễn ấn tượng trong lòng khán giả miền Tây. Nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan tên thật là Đặng Thị Phượng Loan, sinh năm 1966 tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Năm lên 10 tuổi thì Phượng Loan đã học ca với nhạc sĩ Hoàng Nô. 13 tuổi thì đi hát cải lương. Đó là thời điểm những năm đầu sau 30 tháng 4 năm 1975. Phượng Loan về đầu quân cho đoàn cải lương Xuân Mới từ năm 1979 đến năm 1981. Lúc đó thì diễn viên của đoàn là các bé gái từ 11 đến 13 tuổi, nên chủ trương của trưởng đoàn là không nhận bé trai. Đến khi Thiếu Kép đóng vai Trần Quắc Đoản trong vở Trần Quắc Đoản Ra Quân thì Phượng Loan được giao giả kép để thủ vai này tạm thời, và sau đó trở lại hát đào thương. Khi ra mắt vở Trần Quắc Đoản Ra Quân thì Phượng Loan không những đóng vai mà còn ca diễn chững chạc, dốc váng điều bộ rất là oai phong của con nhà võ tướng. Sau đó thì ông bầu và tập thể giao cho Phượng Loan những vai kép võ. Những vai kép võ tiêu biểu thời đó như là Vương Tá trong Cánh Tay Vương Tá, Trần Nguyên Hãn trong Rừng Thần, Thi Sách trong Tiếng Trống Mê Linh, Trần Bình Trọng trong vở cùng tên. Sau 2 năm thử nghề thì mẹ của Phượng Loan không cho đi hát nữa, vì thấy tập tuồng và đi diễn rất là vất vả mà tiền bạc thì chẳng được bao nhiêu. Sau đó Phượng Loan về phụ bán cà phê với gia đình. Có lẽ Phượng Loan có duyên và vương mang nghiệp tổ nên trở lại sân khấu cải lương chuyên nghiệp. Lần này thì Phượng Loan vào đoàn hát cải lương Tinh Hoa của Bầu Cơ và hát đào ba, rồi đào nhì, dần dần được nâng lên đào chánh và hát đúp vai nghệ sĩ với Kim Thoa. Đóng chánh với nghệ sĩ Ngân Giang, nghệ sĩ Chiêu Hùng từ năm 1983 đến năm 1986. Nhưng trên sân khấu này thì Phượng Loan không tạo dấu ấn gì đáng kể với khán giả. Thế rồi cô phải trải qua các đoàn cải lương như là Tháp 10A, Cao Nguyên, Cam Ranh, Trung Hiếu năm 1988 với những vai đào nhì không mấy ấn tượng. Mãi cho đến khi về đoàn cải lương Long An, Phượng Loan mới bắt đầu tạo được tên tuổi từ những vai đào thương chánh. Đây là lúc cô khá là vững ca diễn. Tại sân khấu Long An thì Phượng Loan để lại 3 vai tiêu biểu: vai Lụa trong Lời Nói Dối Cuối Cùng, vai Trang trong Trà Hoa Nữ và vai Phương Tâm trong Hãy Yêu Nhau Thật Lòng. Và đoạt huy chương vàng hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc vào năm 1990. Vào năm 1991 thì Phượng Loan về hát đoàn cải lương Sông Hậu 1, rồi đoàn Tây Đô Cần Thơ năm 1993 đến năm 1995, hát chánh với nghệ sĩ ưu tú Trọng Hữu. Hơn 2 năm trên sân khấu Tây Đô thì nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan có nhiều vai để lại cảm tình với khán giả miền Tây. Nhưng đáng kể nhất là vai Dạ Hương trong Lòi Hoa Không Tên. Đây là vở diễn ăn khách khá lâu vào thời đó, và vai này đã giúp Phượng Loan đạt huy chương vàng hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1995. Đồng thời, cô đoạt luôn giải diễn viên tài sắc hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1995 do Sân khấu Việt Nam trao tặng. Những năm sau đó, từ năm 1986 đến năm 1998 thì nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan về hát chánh cho đoàn Văn Công thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có hai vai được khán giả biết đến nhiều nhất, đó là Thủy trong Ai Giết Tình Em và Khanh trong Không Là Cát Bụi. Thời kỳ này thì cải lương không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà cục diện chung cả nước đều gặp khó khăn. Sau đó thì nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan được đoàn cải lương Tây Đô Cần Thơ mời trở lại hát đào chánh với nghệ sĩ ưu tú Minh Vương từ năm 1999 đến năm 2002. Sự trở lại lần này của Phượng Loan
đã để lại cho khán giả Tây Đô thêm một dấu ấn với ba vai nổi bật nữa. Đó là vai Amila trong Công Chúa Ba Tư, vai Hương trong Đứa Con Không Tên, vai Thơm trong Huyền Thoại Một Tình Yêu. Trong đó thì Phượng Loan đoạt huy chương vàng hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2000 với vai Thơm. Sau đó thì Phượng Loan rời Tây Đô về cộng tác với nhà hát Trần Hữu Trang từ năm 2002 đến năm 2004. Lúc này nhà hát chỉ dựng lại những vở cũ nên Phượng Loan không có vai ấn tượng tiêu biểu. Từ sau năm 2004, Phượng Loan cộng tác với câu lạc bộ cải lương thể nghiệm của Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh và đài HTV với nhiều vở và chương trình vần chân cổ nhạc chuyên đề vọng cổ. Giai đoạn này thì Phượng Loan có vai bà giáo Dung trong vở Nước Mắt Thâm Tình và vai Đặng Huệ Phi trong Đêm Hội Long Trì. Vở này thì đoạt huy chương vàng liên quan sân khấu truyền hình toàn quốc năm 2005. Vào năm 2008 thì trong vai Sương Nguyệt Ánh, Phượng Loan cùng ekip thực hiện vở cải lương Sương Nguyệt Ánh của tác giả Linh Nguyền cũng đoạt giải huy chương vàng tại liên quan sân khấu truyền hình toàn quốc. Năm 2007, Phượng Loan được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Một cô đào thương đa năng. Nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan lớn lên trong nghề bằng chính mình. Nữ nghệ sĩ học từ những nghệ sĩ đi trước, các đạo diễn, các bạn diễn. Những tinh hoa ấy được chất chiêu hình thành cho Phượng Loan một cách ca diễn riêng. Một đào thương đa năng cả hai thể tài sân khấu màu sắc và tâm lý xã hội. Có thể thấy những vai màu sắc Hương Sa hoặc là giả sử như là Amila và Đặng Huệ Phi là nhân vật có tầm cỡ, thuộc hàng hoàng tộc quý phái sang trọng, có tính cách không kém phần phức tạp. Nhưng Phượng Loan vào vai diễn một cách bản lĩnh. Nếu vai Amila kiều diễm mang nỗi niềm trất ẩn thì Phượng Loan ca lối diễn đầm thắm để đi vào chiều sâu tâm trạng nhân vật, thì với Huệ Phi, Phượng Loan lại càng bản lĩnh hơn, từ phát âm gằn giọng, đôi mắt sắc bén với những cái nhìn như là xoáy tim người và ca như nói để thể hiện tính cách sắc sảo của một bà thứ phi. Ở những vai tâm lý xã hội, trong khá nhiều vai thì Phượng Loan đã lột tả nhân vật một cách thấu đáo và tinh tế hơn. Những vai như là Phương Tâm, Dạ Hương, Hương và Thơm là những dấu ấn in đậm về tính nhân văn trong vai diễn của nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan. Nghĩa là đem tình cảm của mình để biểu đạt qua nhân vật với những câu chuyện tình yêu và số phận. Dường như mỗi nhân vật do Phượng Loan thủ diễn thì tâm lý và tính cách đều đa chiều, có những nỗi nghiệt ngã khác nhau. Một Phương Tâm khát khao tình yêu chân chính của thời hiện đại, bất chấp mọi tiền tài, mưu mô cám dỗ, vượt bao gian khổ để tìm đến tình yêu đích thực. Một ca sĩ Dạ Hương trong bối cảnh giao thời để đối thoại từ tình yêu trong cuộc chiến hôm qua và hiện tại. Và vai Hương trong cuộc đời và số phận đầy những long đong. Và một cô nữ giao liên cách mạng tên Thơm, thủy chung chờ chàng trai bộ đội đã cùng thề hẹn ngày đất nước hòa bình. Những nỗi niềm, tâm trạng và cả sự vượt lên số phận của các nhân vật được nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan tái hiện, khắc họa một cách rất là tinh tế bằng tài năng ca diễn. Phượng Loan có lối ca diễn trầm tĩnh, không ồn ào hay là bốc, mà là những chiều sâu mang đầy cảm xúc. Phượng Loan cũng ít dùng ngoại hình hay là phong thái đi đứng với những hành động bên ngoài để miêu tả nhân vật, mà biểu cảm cảm xúc nội tâm là chính. Có lẽ thế mạnh của Phượng Loan là cách biểu đạt đôi mắt, lúc trữ tình, giận dữ, sầu thảm, suy tư. Phượng Loan diễn tả ánh mắt thay lời. Ngay cả khi ca, ánh mắt kết hợp tâm trạng ca mà bộc lộ nội tâm nhân vật, khiến người xem như là thấy nhân vật đang sống trước mắt mình. Thiên phú cho nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan có làn hơi, chất giọng mùi, bốn âm chứa chất bi nhiều hơn là hùng, nên ngữ điệu ca nói hay là ca ngâm đều mùi mẫn, buồn, giàu dạc và xúc cảm hơn là trữ tình thanh thoát.
Nếu nói về ngữ âm thì Phượng Loan có hơi giọng thổ pha kim. Giọng của nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan thừa hưởng hai âm giọng của hai cố nghệ sĩ Úc Bạch Lan và cố nghệ sĩ Ngọc Hương. Nhưng âm giọng của nghệ sĩ Phượng Loan thường có mức thổ đầy hơn, nên âm sắc nó buồn và mùi hơn, lại có kỹ thuật ngăn giọng riêng. Không quan trọng thanh điệu nào, Phượng Loan chỉ nhấn trọng âm bất cứ dấu nào, dù là quyền hay là sắc hay là hỏi. Ở những ca từ mang ý nghĩa cảm xúc hoặc là biểu đạt tính hùng, bi, tự sự trong câu ca mà thôi. Khi cần thiết thì những ca từ cất giọng cấn lên hoặc là nhấn để luyến tạo sắc thái lạc quan, trữ tình thì Phượng Loan mới ca phong cách này. Nói chung thì giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan lúc nào cũng mang một tâm sự. Cô ca trong trạng thái của kịch, ngân nga biểu đạt lúc nào cũng giàu dạt âm sắc buồn buồn. Hay nói cách khác là kiểu ca như thể là tính ca kịch, tức trong ca có kịch và trong kịch được thể hiện qua giọng ca. Có lẽ nhờ đặc biệt đó mà các vai diễn nêu trên mang phong cách nghệ thuật riêng của Phượng Loan. Từ năm 2004, nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan rời nhà hát Trần Hữu Trang hoạt động độc lập cho đến nay. Ngoài cộng tác cho các đài và hãng dĩa, hát show ở nhiều tỉnh, Phượng Loan còn tham gia công tác từ thiện xã hội. Điều đáng quý ở nghệ sĩ Phượng Loan là lòng nhiệt tình với nghề, sống bình dị, hài hòa với đồng nghiệp. Nữ nghệ sĩ để lại dấu ấn trong lòng khán giả không chỉ bởi những vai diễn với tài năng nghệ thuật, mà còn là một nghệ sĩ cải lương giàu lòng nhân ái. Và vào năm 2003, thì nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan cũng nhận được danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Nghệ sĩ Phượng Loan cho biết, khi đón nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân và vui mừng vì những nỗ lực trong nghề được ghi nhận. Bên cạnh đó thì giọng ca U60 thấy mình cần có trách nhiệm hơn với bộ môn nghệ thuật cải lương. Càng lớn tuổi, càng muốn theo đuổi công tác đào tạo, truyền đạt kinh nghiệm cho những bạn trẻ. Khi đã nhận được danh hiệu, mình phải làm sao để xứng đáng. Tôi theo nghề đến lúc không còn làm được nữa thì phải truyền nghề, nữ nghệ sĩ bộc bạch. Nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan khẳng định không có điều gì tiếc nuối trong suốt chặng đường dài theo cải lương. Bà khẳng định nếu được chọn lại vẫn sẽ chọn con đường này. Khó khăn thì ai cũng có cả. Đặc biệt là tôi không được gia đình chấp thuận là thử thách rất là lớn. Nhưng tôi nghĩ ông Tổ đã chọn mình, nên vì lòng yêu nghề mà vượt qua hết. Được đứng trên sân khấu hát là điều hạnh phúc nhất đối với tôi. Nói về đời tư thì nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan khá là kín tiếng. Bà cho biết đó là nguyên tắc bà đặt ra khi làm nghệ thuật. Nữ nghệ sĩ nêu quan điểm: tôi nghĩ không nên cho mọi người biết chuyện đời tư mình quá nhiều. Với khán giả, họ nhìn mình, hiểu mình qua nhân vật là chính. Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Sau ánh đèn sân khấu thì nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan thừa nhận vẫn làm tốt vai trò của một người phụ nữ trong gia đình. Dù bận rộn công việc, xong bà luôn nhắc nhở bản thân phải lo tươm tất cho chồng con. Dù có đi diễn, tôi cũng cố gắng thu xếp để chuyện trong nhà im ấm và chuyện bên ngoài cũng ổn thỏa. Cuộc sống của tôi đơn giản lắm, bình thường như những người phụ nữ khác. Ra ngoài đường thế nào thì tôi không biết, nhưng khi về nhà thì tôi vẫn làm tròn trách nhiệm của một người vợ, một người mẹ. Giọng ca bông bồng bồng, rụng trắng bọc bạch. Nói về giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan thì chủ kênh ấn tượng nhất ở nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan qua hai bài ca cổ. Đó là bài Bông Súng Đồng Quê và bài Bông Bồng Bồng Rụng Trắng. Khi hai bài hát này được phát trên đài phát thanh thành phố Hồ Chí Minh thì rất là hay. Bài Bông Súng Đồng Quê, Phượng Loan ca 12 câu Phượng Hoàng, nghe nó cực kỳ là hay. Và phải nói là cái chất giọng của nghệ sĩ Phượng Loan nó phù hợp với những âm điệu của quê hương, của miền Tây sông nước, và thể hiện lên được những tấm tình quê. Thì hai bài Bông Súng Đồng Quê và bài Bông Bồng Bồng Rụng Trắng có rất là nhiều nữ nghệ sĩ hát, nhưng đối với cảm nhận của chú kênh thì không thể nào qua được nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan. Video tới đây cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.